Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa cho biết tính đến cuối giờ chiều nay đã có nhiều đường điện bị ảnh hưởng do cơn bão số 2. Chính vì vậy, hàng chục nghìn hộ dân tại các địa phương ở khu vực phía Bắc không có điện dùng cho sinh hoạt cũng như sản xuất. Các địa phương gặp sự cố điện do bão số 2 là Lạng Sơn, Bắc Giang, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang và Quảng Ninh. Đến thời điểm này, Lạng Sơn vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Do nước rút chậm, còn 15 nhánh rẽ chung ở à, dãy trung áp bị uh, mất điện đang được uh, khắc phục ở 56 xã có tới 115 trạm biến áp và hơn 13.000 hộ dân mất điện. Bắc Giang có 93 trạm biến áp gặp sự cố khiến 18.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Ngoài ra tại Sơn La cũng có tới hơn 1.000 hộ dân không có điện sử dụng. Tập đoàn điện lực EVN đang khẩn trương huy động uh, lực lượng và phương tiện khắc phục sự cố điện do bão số 2 gây ra. Hiện tại các sự cố về lưới điện cao thế 110 kV đã được sửa chữa và hoạt động bình thường.